Cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương, xin chào anh em đam mê cô gái nha. Em ở Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương nha anh em. Còn địa chỉ cơ quan em làm việc ở sư đoàn 7 729 Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương ha. Em gửi xe được các tuyến đường quốc lộ 13, 14 và các tỉnh miền Tây, miền Đông và Tây Nguyên nha anh em. Anh em yên tâm, thì hôm nay em lên clip có mấy cặp thái đen. Đây là thái đen dòng mồi nha. Đó, bằng chứng là đây. Chim này là chim thần rồi, anh em không so sánh được nha. Chim này là em mua nuôi nay đã 3 mùa rồi, nên là những con chim này thì nó chất giọng rất là tốt. Đó, chất giọng rất tốt và nó bản lĩnh. Nó lên nuôi thời gian lâu là nó lên khách luôn, chứ không phải như chim Việt đâu, anh em nuôi khó thuần lắm. Đó, thì cái máu liều của nó thì có máu lì và dạng, nên anh em yên tâm khi chơi cái dòng chim này ha. Thứ nhất là chim này thì bảo hành cho anh em nó ăn cám lúa khỏe mạnh ha. Thứ hai là chim bự con đang ra cườm, em báo giá luôn, cặp là 600.000 nha, bảo hành cho anh em là chuẩn cặp đó. Chim thì bao la đó, chim thì khỏe mạnh đó, em đứng gần vậy mà nó tương đối dạng ha. Đó, em hồi bữa em mới bán cho anh một anh ở Tiền Giang là một cặp bự cho bá luôn. Nói chung chim bắt ra là rất là mập anh em ơi, nên anh em yên tâm, thì em bán chim và em gửi chim là toàn chim sức khỏe đảm bảo cho anh em, gọi là đam mê đi, chứ không phải gửi chim bệnh, chim ốm để anh em nuôi thời gian bệnh chết là không có được. Đó, thì anh em là gửi chim là đâu đó đàng hoàng cho anh em. Chim này có đánh dấu cặp rồi ha, anh em thích cặp nào thì anh em báo cho em, ví dụ như dây rút xanh, dây rút đỏ, dây rút vàng gì đó, thì để em bắt đúng cặp cho anh em. Còn nếu mà có anh em nào chốt rồi thì em báo cho anh em biết luôn. Đó, chim thì tình trạng sức khỏe tốt nha anh em. Đó, qua đây em cảm ơn anh em đã ủng hộ em thời gian qua nha. Đây. Đó. Thì đây hiện tại đang có 8 con là 4 cặp. Chim cũng đang nhú cườm hết rồi. Em báo giá lại là 600.000 nha. Còn em còn phải có công đi gửi xe, gửi bến xe, nhiều xe gửi bến thì khỏe, chứ gửi xe mà đón xe cực lắm anh em. Nên là giá này thì là tốt nhất cho anh em rồi nha. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Còn tổng quan về cái AV em mới làm đây. Đây. Đây là AV này thì đang chứa hai cặp tơ Malai với một con trống nổi trong đây, với mấy mái, với ghép trống. Đây là AV chim thái màu ha. Thái màu này thì trên 12 tháng rồi. Có khoảng 25-30 con rồi đó. Có trống có mái nha. Đó, chuồng trọi, trại thì rộng rãi. Đây, thái đen của em đây. Đổ ra quá trời luôn. Tiếp theo, đây là Malai. Malai thì em cũng nhập ít của anh em trại. Hồi đó em mua chim để về làm giống, thì những cái lứa này là cũng những cái lứa sau của những cái lứa chim của em đang sinh sản. Đó, thì chim cũng chơi tốt, thì em cũng đây cũng đang mới nhập về 6 cặp, đây là hết 6 triệu. Chim này thì giá hơi cao, tại vì chim bố mẹ của người ta đổ thì cũng cao, nên là phải mình nhập về. Nếu mà mình đổ ra chim sinh sản thì mình để rẻ rẻ thì mình vẫn lấy lại vốn được. Nhưng mà chim này là em báo giá cặp này là em nhập 6 cặp là hết 6 triệu nha. Đó. Rồi, còn đây là cu pháp thịt ha. Đây nữa, pháp thịt luôn. Đây, pháp thịt luôn. Pháp này thì vừa thịt vừa cảnh luôn, có màu nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chúc anh em một buổi trưa thật là vui vẻ. Em xin kết thúc clip tại đây. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng cho em xin một đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ và tin tưởng trại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn anh em.